Hello, xin chào các bạn. Hiện tại là mình đang đứng bên bờ sông Tiền các bạn. Ở đây là cái đoạn sông Tiền có cầu Rạch Miễu các bạn. Đây mình để mình quay qua cái cầu Rạch Miễu cho các bạn coi nha. Cái cầu nhìn đẹp quá các bạn. Nhìn xa xa mình thấy mấy chiếc xe mà chạy trên cầu nhỏ xíu luôn á. Cái cầu Rạch Miễu này là nó bắc giữa hai bên bờ. Bờ bên đây là Mỹ Tho, bắc qua bên kia là cái Cồn Thới Sơn á các bạn. Rồi nó đi thêm một cái nhịp nữa, đi qua tới bên bờ Bến Tre là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cầu này là dài gần 3 cây số các bạn. Đây là như công viên này. Cảnh đây tuyệt vời luôn các bạn ơi. Công viên trồng hoa đồ đẹp chứ lắm. Nhìn mấy cái biểu tượng này nhìn đẹp quá các bạn. Cái trụ tháp cao, chiều cao của nó là 117 mét đó các bạn. Cái cầu Rạch Miễu này là do Việt Nam là tự làm hoàn toàn luôn nha các bạn. Cái cầu Mỹ Thuận với cầu Cần Thơ là hợp tác với nước ngoài. Tới cái cầu này là lấy kinh nghiệm từ 2 cây cầu trước, là giờ cầu này Việt Nam tự tự làm tất cả luôn. Để mình chạy lại xích gần lại cái cầu quay rõ hơn cho các bạn coi. Có mấy chiếc xà lan nó chở cát nè. Sông nước mênh mông luôn. Cái cầu Rạch Miễu này nó làm mùa xong là năm 2009 đó các bạn. Trước kia mà về quê là đi phà không, sau này làm cầu xong đi nhanh, về quê nhanh cấp kỳ luôn. Cái cầu Rạch Miễu này là nằm trên quốc lộ 60, đi qua bên kia là qua Bến Tre, rồi đi dài dài về tới Trà Vinh luôn, qua cầu Cổ Chiên là về tới Trà Vinh. Mấy bữa trước báo chí đăng vụ mà công an bắt 31 người trên cầu Rạch Miễu này nè. Chặn xe quá trời không cho xe lên luôn. Nhìn cái cầu bề thế quá ha các bạn. Nhìn cao sừng sững luôn. Ở dưới quê Trà Vinh của mình á, là cũng có cái sông Cái, sông đó là sông Hậu, còn ở đây là sông Tiền. Từ sông Mê Công mà nó đổ về nó tẻ ra các nhánh sông đó, là trong đó có sông Tiền, sông Hậu. Cái này bên kia là cái chỗ tập kết cát. Mấy thằng cẩu nó dơ lên á các bạn. Đây chỗ này là cho người ta tập thể dục nè.
bị té xe. Này là quẹo mà bé tháng trước đúng không? Dạ đúng rồi, em đâu biết tháng sau đâu. Nhưng mà em không có té nha, chỉ là ý là nó yên chống chân không nổi cái yên thả ra thôi, chứ không phải cầm là này, cầm. Chứ không phải là yên té cầm này dưới là. Dưới này đừng cầm lên mấy cái cù này. Cái này không phải là té mà là yên nãy yên đứng bình thường nhưng mà tại yên nó ngã một bên cái yên dựng lại không nổi á nên yên để nó xuống luôn. Gái mình biết chạy xe tay ga. Hôm gài là tự đi học được luôn rồi. Mà cái chiếc xe quay này là xe số mà không quen, không biết thắng chân ở chỗ nào. Cứ chạy quen bằng cái thắng tay. Cái lúc mà quẹo cua mà mình thắng tay của cái chiếc quay này là thắng ngay thắng trước. Mà kiểu đó nó mới bị chùi bánh là dễ bị té sấp lắm. Chỗ này làm trồng cây đồ đẹp quá trời. Buổi sáng sáng chạy ra đây tập thể dục là như tuyệt vời luôn. Khúc này nhìn đẹp quá trời đẹp hết các bạn. Mình trên đường về quê định ghé đây quay cho các bạn coi mà mình không nghĩ là nó đẹp tới mức này. Mình cũng nghĩ là chắc quay cái cầu bình thường thôi. Không ngờ ra tới đây thấy nó có bờ kè làm khang trang, công viên trồng cây đồ nó quá trời đẹp. Lục bình trôi dưới sông quá trời nhiều. Tàu ghe họ chạy mà gặp cái lục bình nhiều này cũng rầu lắm. Mấy này mà nó quấn vô chân vịt này phải vất vả luôn. Giờ này buổi sáng sớm là nó ít có tàu ghe qua lại. Giờ này chắc mấy ông còn ngủ. Ở đây nó có mấy cái nhà quá đẹp luôn ha. Có tiền về đây mua nhà đó ở là nhìn ra như là view cực kỳ đẹp luôn. Mưa cũng đẹp theo mưa mà nắng đẹp theo nắng. Thôi giờ mình tạm biệt dòng sông Tiền và cầu Rạch Miễu nha. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đi về chợ gạo đây. Nãy giờ ở quê ba vợ mình điện thoại hối quá trời hối. Mọi người đang chờ ở dưới á. Giờ mời mọi người cùng mình đi tiếp tục cuộc hành trình về chợ gạo nha các bạn. Đây là chạy cái con đường này chạy dọc theo cái bờ, theo dòng sông Tiền nè các bạn. Giờ này bắt đầu có tàu ghe chạy nhiều nhiều rồi nè.
Cái khúc sông này nó có mấy cái cồn mà người ta làm du lịch theo kiểu miệt vườn á, cũng nổi tiếng lắm á. Có ông Đậu Dừa, cồn Thái Sơn. Du lịch theo loại hình là sông nước miền Tây. Này có mấy dự án bán mấy cái nhà dạng như nhà chung cư nè, mới kêu chung cư hay là căn hộ liền kề đấy. Xà lan quá trời nhiều luôn à. Sáng thấy đậu co cụm một, chắc là như nó đậu lại ngủ á. Giờ này là bắt đầu xuất bến nó đi nè. Đây là trung tâm của Mỹ Tho nha các bạn. Sáng mình xuất phát là 6 giờ mình đi. Giờ về tới đây đứng quay đồ này nọ giờ 9 giờ mấy luôn. Rồi giờ là cái đường này là mình cứ đi thẳng một mạch là về thẳng tới chợ gạo luôn á các bạn. Nãy giờ mình chạy vòng vòng trong kia mình hỏi thăm đường. Vì trong này đó giờ mình cũng chưa từng vô trong Mỹ Tho. Tại này đường xá khu này mình cũng có rành. Đó chứ đi về quê là chỉ đi mấy cái trục đường chính thôi. Từ đây về chợ gạo chắc cũng cỡ mười mấy cây số á. Thường mình ở Sài Gòn mình về quê chợ gạo là mình đa số là mình đi đường Gò Công không à. Đường đây mình ít đi lắm. Vậy chứ vợ mình quê với chợ gạo chứ vợ mình không có tự mà đường biết đường đi từ Sài Gòn về tới chợ gạo là không biết đường đi á, toàn là mình chở đi không. Như vụ đường xá này phụ nữ dở không biết đường đi. Đoạn này là gần tới chợ gạo rồi các bạn. Đường này giờ làm cũng ngon lành, hồi xưa đường không có rộng như bây giờ. Mà đó đường dằn dữ lắm. Giờ làm rất ngon.
Cái đoạn đường này là gọi là quốc lộ 50 á các bạn. Này mà đi thẳng dài dài về tới Gò Công, rồi đi vòng về tới cầu Mỹ Lợi qua Cần Đước luôn là về Sài Gòn luôn á. Cái đoạn Gò Công Tây ấy, người ta thấy người ta nuôi chim yến quá trời luôn, nó gần vùng đó gần biển nuôi chim yến dữ lắm. Khúc này là không có nghe nuôi chim yến nè, về tới đoạn Gò Công Tây là nghe tiếng chim kêu nghe nghe điếc tai luôn. Mấy bữa rồi trời mưa bão quá trời, bữa nay đi cũng hên, đi sáng giờ thấy cũng có mặt trời chói chang chứ không có bị mà mưa bão như mấy ngày qua. Mấy khúc này mình không có rành, không biết địa danh khúc này gọi là ấp gì xã gì mình cũng biết luôn, mù tịt luôn. Đường khu bên đây mình ít đi lắm đó, giờ đi chắc được chừng 2-3 lần đi về đường này. Thôi clip tới đây chắc mình tạm dừng các bạn ơi, về cũng gần tới nhà rồi. Thôi giờ mình tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có thêm động lực. Rồi giờ mình đây là cổng chào của chính quyền Chợ Gạo nè các bạn. Rồi thôi giờ tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Bye bye các bạn.